Thưa quý khán giả, hiện nay tại cụm sân bóng chuyền bãi biển thuộc khu Liên hiệp Thể dục Thể thao ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ thành phố Cần Thơ đang tích cực tập luyện chuẩn bị thi đấu tại giải vô địch trẻ và giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 4x4 năm 2023 do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11. Đây là giải đấu để các cô gái Tây Đô khẳng định sức mạnh trên bản đồ bóng chuyền bãi biển nữ quốc gia. Lúc đó là đều nỗ lực để phấn đấu, rồi xong rồi tập luyện tích cực nè, rồi xong rồi phấn đấu cho giải này, rồi xong rồi có một cái thành tích tốt nhất để mấy con phấn đấu nhiều hơn nữa. Để đạt được cái thành tích tốt cho đội mình đó, thì mình phải cố gắng luyện tập hàng ngày, những buổi mà mình không kiểu như là còn thời gian á, mình tập thêm, rồi mình khi mình tập huấn những các tỉnh khác để học hỏi. Các vận động viên đang rất trong thời kỳ rất sung mãn để chuẩn bị cho cái giải. Nhưng mà cái lực lượng của Cần Thơ thì nói chung là cũng là lực lượng mới, trẻ, rất là trẻ để tham gia những cái giải mà 22 đồng đội thì chúng ta còn có tranh chấp rất là tốt. Nhưng mà đối với 44 á, nó sự phối hợp đồng đội, các vận động viên trẻ chúng ta thì nói chung là cũng còn non nớt so với cái lực lượng như thành phố Hồ Chí Minh hay Khánh Hòa. Hiện nay đã có 130 vận động viên thuộc 11 đội nam và 12 đội nữ thuộc các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, quân đoàn 4 và các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và đơn vị chủ nhà thành phố Cần Thơ đăng ký tranh tài. Trong đó, đội chủ nhà thành phố Cần Thơ đăng ký một đội thi đấu ở giải vô địch quốc gia và hai đội thi đấu tại giải vô địch trẻ, gồm đội trẻ và đội năng khiếu của thành phố. Ở nội dung 4x4, đây là cơ hội để các cô gái Cần Thơ thể hiện sức mạnh trước các đội đàn chị, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù ở nội dung 2x2, các cô gái Tây Đô đã giành hai huy chương giải trẻ và giải vô địch quốc gia. Với hiện tại, đội bóng chuyền bãi biển nữ Cần Thơ đã chen chân vào top 3 hạng đầu cấp quốc gia. Khi mà thi đấu các khu vực trong nước thì giúp cho con là cọ sát những các đội thi đấu, đội đấu mạnh để học tập nhiều cho bản thân hơn, học hỏi nhiều để phấn đấu càng vươn lên hơn. Nói chung là cái bóng chuyền bãi biển của miền Tây mình bắt đầu dần dần đã có những cái bước khởi đầu khởi sắc, đã đứng vững trên cái thương trường. Trong 3 năm liền là đội Cần Thơ đều có những cái huy chương nằm trong bảng đấu quốc gia. Kiên Giang cũng có những cái thành tích rất là tốt ở trong cái quốc gia, cạnh tranh với thành phố Hồ Chí Minh, với Khánh Hòa, với Hải Phòng. Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Cần Thơ được sự hỗ trợ tích cực trong tập luyện của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ. Giờ đây, các cô gái Cần Thơ đã khẳng định khả năng chuyên môn, xứng tầm là lực lượng kế thừa và sẵn sàng thay thế cho lớp đàn chị trong đội tuyển quốc gia.